Và em xin giới thiệu một xíu về em là em là Don Lê, là cháu của cố mục sư Lê Văn Phải. À, em dọn qua đây được 3 năm rồi nhưng mà chưa tìm được các nhà thờ Việt Nam. Thì tình cờ coi ở trên cái quyển sách báo Bút Tre có đầy nhà thờ của mình đây, thì em mới liên lạc với mục sư và từ đó là biết được mục sư và tí nhà thờ hôm nay. Và hôm nay em sẽ try cố gắng xem more time để đi nhà thờ mỗi tuần, tại hiện giờ là em đang làm nail nhưng mà chủ nhật em không có nghỉ được. Nhưng mà có thể là em sẽ reschedule lại với bà chủ thì sẽ có thể được nghỉ ngày chủ nhật. Và nhân dịp hôm nay tới hồi phượng Chúa thì em được tôn vinh Chúa và thánh ca có chương trình là lắng nghe lời Chúa. Amen. Bằng một tình yêu không ra dối,
xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi, cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhờ phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường đầy con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đời mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Cảm ơn Chúa. Đông Lê trình bày bài này rất là cảm động. Và mình nghĩ rằng Chúa cũng lắng nghe Đông Lê đó. Tại vì 3 năm em chưa có tham gia một nhà thờ Việt Nam nào. Cho nên Chúa đã đưa em đến với Hội Thánh. Và nếu mà chị em muốn nghe được tiếng hát này lần nữa thì đêm 24 tại nhà của chấp sự Thiên Ân TV, xin mời ông bà chị em đến. Chúng ta sẽ được thưởng thức lại giọng hát này. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.